Cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô Hậu sẽ có một cái clip đúc kết lại là các cái cách điều chế của các hợp chất ancol, anhydride và axit. Và cô Hậu nghĩ là cô sẽ đưa ra dưới dạng một cái chuỗi thì sẽ giúp cho các em ôn bài tốt hơn ha. Nếu như mà bạn nào đã tự tin thì các em hãy dừng clip và các em sử dụng cái chuỗi gồm có 14 phương trình này để mà chúng ta thử viết, rồi sau đó chúng ta hãy so sánh với lại là cái bài giải của cô, được chưa? Ở đây là một cái chuỗi đúc kết rất là cô đọng. Cô hy vọng là sẽ giúp cho các em ôn tập thật là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái phản ứng số 1 là tinh bột ra glu, glu ra ancol. Như vậy là chỗ này là điều chế ancol, được chưa? Rồi số 3 là điều chế ancol là đi từ ethylene, là trong công nghiệp là mình sẽ cộng nước đó các em. Rồi cách nữa là em có thể đi từ anhydride. Anhydride thì em sẽ cộng hydro để ra được ancol ha. Rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ điều chế ancol. Tinh bột có công thức là C6H10O5N lần, là tinh bột nha các em, sẽ cộng nước dưới tác dụng của men thì sẽ ra gluco C6H12O6, được chưa? Thì mình sẽ cân bằng là N nước, N gluco. Phản ứng số 2 là gluco ra ancol, thì đây là phản ứng lên men rượu C6H12O6 lên men rượu. Em có thể viết ra điều kiện như vậy luôn ha. Rồi ra hai lần rượu, hai lần CO2. Cô hay dạy cho học sinh học như vậy luôn để mình thuộc cái hệ số nha. Lên men rượu ra hai lần rượu, hai lần CO2. Phản ứng số 3 là ethylene cộng với lại nước. Điều kiện là H2S4 loãng T độ, thì cô ghi H cộng T độ cũng được. Ra ancol ethylic. Rồi, phản ứng số 4 mình có thể là lấy từ anhydride, em cộng hydro thì sẽ ra được ancol. Anhydride cộng với hydro, điều kiện là niken T độ, ra ancol. Em có thể về là viết CH3CH2OH cũng được, hoặc viết C2H5OH cũng được ha. Phản ứng số 5, metanan là anhydride 1C các em, HCHO, ra metanol là ancol 1C, vậy là tương tự ha. Niken T độ, ra CH3OH. Phản ứng số 6, ethylene qua anhydride. Như vậy là chúng ta có thể hiểu là từ phản ứng số 1 cho đến số 5 là điều chế ancol. Rồi bắt đầu từ phản ứng số 6 là điều chế anhydride. Anhydride là ethylene ra anhydride acetic. Như vậy là chúng ta sẽ cộng với oxy. Cộng với oxy xúc tác T độ, ra anhydride acetic. Thì chỗ này mình chỉ cần cân bằng là 1/2 oxy thôi. Phản ứng số 7, acetylene ra anhydride acetic. Phản ứng này khá là quen thuộc ha các em ha. Cái gì mình nhớ là 80 độ C, H2SO4 và HgSO4. CH nối 3 CH cộng với nước. 80 độ C, HgSO4 nha. Rồi có H2SO4 nữa. Và ra CH3CHO. Rồi xong phản ứng số 7. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua phản ứng số 8. Phản ứng số 8 là metanan. Metan thành metanan. Thì cái phản ứng này là một cái phản ứng điều chế về anhydride. Thì có thể là các bạn hơi quên đúng không? Tại vì nó từ cái bài metan lận. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn là CH4 em sẽ đốt cháy có chất xúc tác và T độ. Ví dụ như cụ thể là oxit nitơ 600-700 độ C, nhưng mà phần này mình ghi xúc tác T độ là được rồi. Thì ra anhydride formic
cộng với nước. Rồi, có cần cân bằng không? Này là không cân bằng. Số 9 là em có thể điều chế aldehyde đi từ ancol thông qua phản ứng oxy hóa không hoàn toàn là em cộng với CO. Như vậy số 9 là methanol nè. Em cộng với CuO T độ thì ancol 1C sẽ tạo thành aldehyde 1C. Hiện tượng cái này các em nhớ nha, chất rắn từ màu đen chuyển thành chất rắn màu đỏ. Tương tự, phản ứng số 10 là ancol ethylic là ancol 2C, tức là chỗ này mình nâng lên số C thôi. Rồi, ra aldehyde acetic cũng cộng với CuO T độ. Ra CH3CHO. Tương tự thôi ha các em. Tiếp theo, từ phản ứng số 11 trở đi là phần điều chế của axit acetic. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phản ứng số 11 là ở đây chúng ta thấy là butan là ancan nha các em. Như vậy tiến hành chúng ta sẽ tiến hành phản ứng cắt đứt mạch của ancan bằng cách em cho cộng với lại là oxy chứa chất xúc tác T độ thì em đứt nó ra thành axit 2C cộng với lại nước. Rồi ở đây cô cân bằng một chút ha. Ở đây là 4C, vậy đây là 2 axit nè. 4 oxy với 1 oxy là 5/2. Về H thì đây là 10, đây là 8, 10. Rồi đủ. Phản ứng số 12 là ancol ethylic thành axit acetic thì đây là phản ứng lên men giấm nha các em. Lên men giấm là phản ứng lấy ancol cộng với oxy lên men giấm. Lên men giấm là thành phần của giấm là COOH là axit acetic các em cộng với nước. Rồi. Lên men giấm. Phản ứng số 13 là aldehyde acetic thành axit, tức là muốn điều chế axit từ aldehyde thì ta sẽ lấy axit. Xin lỗi, ta sẽ lấy aldehyde cộng với oxy ha. Aldehyde cộng với oxy xúc tác là Mn2+ T độ ra axit acetic cân bằng 1/2 oxy. Và phản ứng cuối cùng cũng là một cái phản ứng đáng để lưu ý, tại vì trong các cái đề thi đại học cũng hay hỏi nhưng mà học sinh mình cũng quên, tại vì cái này nó không có cái phương pháp nhất định ha. Ở đây là methanol là ancol 1C thì em có thể kết hợp với lại khí CO để tạo thành axit acetic trong công nghiệp. Như vậy cô sẽ biết là CH3OH cộng CO xúc tác T độ sẽ ra axit acetic. Rồi, đến đây với cái bài tổng hợp về điều chế các chất ancol aldehyde acid và cô Hậu dưới. Cô Hậu đã tổng hợp dưới dạng một cái chuỗi rất là dễ học ha. Và các bạn có thể ôn luyện để viết lại nhiều lần cái chuỗi này để mà thuộc được các cái phương trình điều chế. Cô Hậu hy vọng là các em sẽ ôn bài thật là tốt. Cô Hậu xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em.